Xin chào mọi người, hôm nay Lily trở lại làm một cái makeup haul, là một cái video mà có lẽ các bạn rất là thích. Hôm nay thì mình không có quá nhiều sản phẩm nhưng mà toàn là những sản phẩm mà mình rất là hài lòng. Và cái đầu tiên đó là Becca Jacqueline Hill. Có thể là các bạn đã thấy cái sản phẩm này trong rất là nhiều video rồi, bởi vì tất cả những cái chị beauty blogger người Việt mà mình đã xem qua đều mua cái bản này. Và mình cũng gọi là ayua. Không, nhưng mà nói chung là mình nghe về cái highlighter Champagne Pop rất là lâu rồi, nhưng mà chưa có mua. Và các bạn thấy này, mình mua cái này chắc cũng được cả tháng này rồi mà mình mới xài hôm nay là lần đầu tiên. Bởi vì là muốn kiểu để dành để làm review cho các bạn. Nhưng mà thôi, hôm nay mình đã đánh lên trên mặt rồi, mình đang dùng Champagne Pop trên mặt và phấn let me see, mình đang dùng màu Amaretto và màu Rose Spirit. Và khi mà mở ra thì nó có cả cái miếng này, có cả cái gương vĩ đại như thế này. Và cái gương này chất lượng rất là tốt, theo như các bạn, nếu các bạn đã xem qua review của sản phẩm này rồi, thì cái gương này nó siêu rõ luôn, là siêu đẹp, rất là bự. Nói chung là thiết kế của cái này cực kỳ sang trọng và nhìn rất ưu là mắc tiền. Và trong này thì có hẳn là hai cái highlighter cũng gần như là full size và ba cái màu blush. Mà tổng giá trị của cái này là 60 đồng Canada thì mình nghĩ là cũng không mắc. Cái Champagne Pop một mình của nó là đã gần 50 đồng ca rồi, thành ra là mình thấy cái hộp này là một investment rất tư là lý tưởng. Mình để dành cái tờ này mình chưa lột ra, là để mình lột chung với các bạn đó. Các bạn ready chưa? Trời ơi, đẹp quá. Các bạn biết cái cảm giác mà khi mình mua cái gì đó mắc tiền, trong tim mình nó đập thình thịch bởi vì là cái tiếc tiền á. Nhưng mà cái hộp này không nằm trong những số trường hợp đó, bởi vì là quá ư là hoàn hảo. Ban đầu là mình tính mua cái này để mình làm cái highlighter like full face makeup challenge. Các bạn có thích, các bạn có muốn xem Lily làm cái video đó không? Nếu thích thì nhớ comment ở dưới cho mình biết nha, bởi vì mình rất là thích cái kiểu makeup look đó luôn. Nhưng mà hiện tại thì mình cũng chưa có thì giờ để quay. Nhưng mà nếu các bạn thích thì nhớ cho mình biết và mình sẽ làm video cho các bạn xem. Nói về phấn thì cái màu phấn này rất là giống với lại North Orgasm. Các bạn biết là North Orgasm là một cái phấn siêu mắc nhưng mà cũng siêu đỉnh, bởi vì nó phù hợp với rất là nhiều loại da. Nhưng mà nếu các bạn không có thể nào mua NARS được thì có thể mua phấn Milani Big Blush, tên là Luminoso, là một cái dupe của NARS. Thì màu nó cũng gần giống như vậy, nhưng mà cái phấn này thì nó có rất là nhiều nhũ, nhưng mà khi mà lên da thì cực kỳ lung linh và nó không có bị gọi là, you know, like too much, bị chói lòa quá. Mình rất là thích cái phấn này và mình nghĩ là đi với tất cả các màu da đều sẽ rất là đẹp. Cái phấn thứ hai thì nhiều người nói là dùng cái này để contour. Lily có đánh cái phấn đó trên mặt ngày hôm nay và mình đánh má hồng chứ mình không có dùng làm contour, bởi vì mình nghĩ là nó hơi hồng so với da của mình. Nếu mà da bạn trắng hơn một tí thì có thể là nó sẽ có thể làm contour, I don't know. Nói chung là đối với mình, contour thì mình không biết nhiều lắm, thành ra mình thấy là đánh má hồng thì rất là xinh. Và cái phấn cuối cùng là tên là Palm Blue Mousse thì nó rất là hồng. Mình không nghĩ là mình có một cái hộp phấn nào mà nó hồng như vậy, bởi vì là mình không quen đánh má kiểu siêu hồng á. Nhưng mà mình sẽ thử và nói chung là rất thích em này. Sản phẩm thứ hai là Smashbox Photo Finish Primer Water. Và đây chỉ là một cái chai nhỏ nhỏ sample size. Không, ngày xưa thì mình có xài Urban Decay, nhưng mà cái thời đó là mình kiểu chưa biết gì nhiều về makeup cả, thành ra là mình cũng không nhớ là nó có công dụng tốt như thế nào. Nhưng mà
tự nhiên thấy cái này thì lại muốn thử vậy thôi. Và mình rất là thích, nó là silicone free, alcohol free and oil free. Cho nên là cái nước này xịt lên mặt thì rất là mát, và nó còn có nói là bạn có thể dùng để xịt lên trước khi make up, sau khi make up để set, và ví dụ như trong ngày mà mình có cảm giác make up nó đang bị gọi là buồn ngủ. Không biết nói về cái hiểu không ta, tại vì trong này nó nói là wake up thì là mình xịt lên một cái là tự nhiên mặt mình nó bừng sáng giống như hoa mà nó bị thiếu nước á, xong rồi mình tưới vô thì là nó mà có cái ví dụ của mình rất là quái gở, nhưng mà các bạn hiểu ý mình nói đúng không? Thì mình rất là thích và nó cũng rất là dưỡng ẩm cho da. Cái chai này thì mình nhớ là hình như 15 đồng, hình như cũng không quá mắc. Nhưng mà nếu các bạn không muốn mua cái này thì có thể mua Elf. Các bạn có thể mua cái chai Elf Makeup Mist and Set này của Elf. Và mình rất là thích cái chai này luôn, bởi vì nó rất là rẻ. Và cái pump xịt của nó rất là tốt, vì khi mà mình xịt đó là nó tỏa ra nguyên cái mặt, chứ nó không có phải là chiu chiu chiu, you know. Cái pump xịt này rất là tốt, mình rất là thích. Thật sự thì những cái chai này mình thấy công dụng nó cũng kiểu giống giống nhau thôi, không có gì gọi là quá khác biệt. Và các bạn có thể đều dùng những cái sản phẩm này để xịt lên cọ và đánh cho cái eyeshadow của mình nó có cái hiệu ứng là nó ướt ướt trên mắt, nhìn rất ư là nghệ thuật. Và tiếp theo là sẽ đến một cái hộp Sun and Bronze của NYC. Cái hộp phấn này mình cũng mua gọi là rất ưa ngẫu hứng, kiểu mình đi để mình tìm những cái sản phẩm, tại lúc đó là đang muốn làm cái video mà make up full face with highlighter only. Và theo những cái video mình xem thì mình thấy các bạn có dùng bronzer nữa, mà mình không có một cái bronzer nào mà gọi là lấp lánh hết. Bronzer của mình toàn là matte không à. Thành ra mình mới đi kiếm thì mình thấy có đồ em này là giá siêu mềm, bởi mình không muốn mua đồ mắc tiền quá, thì có thể là mình sẽ chỉ xài một lần thôi á. Nhưng mà rất là thích cái màu này luôn. Lên da nó ấm mà nó... Đây này mình đang đánh nè, mình không biết là các bạn có thấy không, nhưng mà nó làm cho cái da mình nó ấm lên một cách rất là nhẹ nhàng và rất là ngọt ngào, như nó nhìn nó không có bị gọi là một cục cam hoặc là nhiều kiểu like quá đậm á. Và mình rất rất là thích cái em này. Lily có viết một cái review về cái sản phẩm này trên blog của mình, nếu bạn nào muốn đọc chi tiết hơn và xem hình của nó thì có thể xem ở dưới description box, mình sẽ link cho các bạn. Tiếp theo là một cái foundation của L'Oreal True Match. Cái này là Healthy Luminous Makeup. Mình mua cái này là bởi vì mình có xem video của chị Kathleen Light và chị rất là thích cái sản phẩm này. Nó còn có SPF 20 nữa. Mình cũng ấn tượng với lại cái design. Thật sự thì mình thấy cái chai này rất là xấu, nhưng mà nó được cái là nó có cái pump thì nó gọn gàng sạch sẽ. Mình đã xài qua cái này được một lần thì cái foundation này rất là mỏng, rất là nhẹ trên da và rất là tuyệt vời. Mình không biết là nếu da mà có kiểu tì vết một tí thì cái độ che phủ của nó có cao không, bởi vì da mình nó chỉ có là bị lòi gân đỏ, gân xanh ra thôi, chứ mình thì không có mụn gì trên mặt cả. Thành ra đánh lên thì nó che phủ được hết khi đó, nhưng mà vì mình thấy nó quá là mỏng đi á, thành ra mình cũng không biết là nó có thể che phủ được hết những cái mụn không ta. Nhưng mà mình thích và mình dùng cái màu này là đâu rồi ta, à đây, Creamy Natural C3. Mình không biết là nó có quá trắng so với da của mình không nhỉ, các bạn nhìn trên camera và có thể comment cho mình biết, bởi vì mình thấy là nó hơi trắng, nhưng mà tại vì bây giờ là mùa hè, thành ra nếu mùa đông tới thì da mình nó sẽ trắng lên. Thành ra mình mới nghĩ là cái sản phẩm này dùng lâu dài, tại bên này là mùa đông nó dài hơn mùa hè. Nhưng mà mình vẫn thấy là nó có một cái sự khác biệt. Các bạn thấy không, này cái màu cổ của mình với màu da, nhưng mà
I don't know. Tại vì khi mà đánh cái foundation mà trùng với lại màu cổ của mình thì nó lại bị hơi vàng vàng á, và mình không thích cái màu đó chút nào hết. Mình thích gọi là nó nâu nhưng mà nó cái vàng da ửng hồng á. Và tiếp theo là mình lại mua thêm một cái em cushion này nữa. Sản phẩm này thì mình sẽ nói sơ qua thôi, nó cũng không có gì quá đặc biệt nhưng mà cũng là vui vui bởi vì là nó một cái concept mới đối với mình, bởi vì mình chưa xài qua cushion bao giờ. Nhưng mà cái dung lượng của cái này rất là ít cho nên là mình cũng không biết là mình có nên giữ cái này không hay là đem trả lại, nhưng mà chắc là giữ bởi vì mình cũng thích cái cảm giác mình ấn 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 lên nhìn mình giống như là mấy cô công chúa đâu. Thành ra là cái packaging của cái này cũng rất là dễ thương, rất là đẹp với cái màu rose gold. Đó là tất cả những sản phẩm makeup mà mình đã mua gần đây. Hy vọng là các bạn thích cái video này. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình ngày hôm nay. Các bạn đừng quên subscribe nếu các bạn thích mình. Mặc dù là chỉ một xíu thôi thì cũng nhớ subscribe, ủng hộ mình. Và nếu mà bạn nào muốn xem cuộc sống của mình ở nước ngoài như thế nào thì subscribe cho vlog channel của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và mình sẽ gặp lại các bạn trong video lần tới nha. Bye bye. Chết á, và mình rất là thích cái này khi mà đang có một makeup full face á, và rửa cái này là nó cũng đi hết luôn. Thành ra là cực kỳ thích. Khi mà mình xài hết cái sữa rửa mặt hiện tại của mình, bây giờ mình sẽ đi mua cái full size của cái này.